Tiếp nối chương trình là sự chán chường của nhà báo Nguyễn Thông đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 12 tháng 1 năm 2023 về phản ứng của các quan chức và truyền thông lệ đảng liên quan đến những nguồn tin có thể gây phương hại cho các quan chức chế độ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Phát mệt với cái bộ máy xứ này. Vụ hấp lý chưa biết thực hư thế nào là dính tới đối tượng nhạy cảm. Các bác đòi điều tra ngay, làm sáng tỏ ngay. Có mà khó hơn lên trời. Các bác chắc chưa quên vụ anh lính binh nhì Trần Đức Độ, Tư Nguyễn chết. Năm 2021, rành rành thế, vẫn vậy được thu xếp xong. Có những điều muốn ngay là xong ngay chỉ trong nháy mắt. Nhưng có những điều không thể ngay mà còn công. Rồi để lâu cứ trâu hóa bụng. Có cũng có những điều họ muốn ngay nhưng không ngay được do quá kém. Vụ cho bé lọt xuống hố cọc ở Đồng Tháp là ví dụ. Tới giờ đã 2 tuần trôi qua, họ vẫn lay hoay đủ phương án mà chưa đưa xác được. Báo chí vài ngày đầu dùng từ giải cứu, sau đó dùng cụm từ đưa xác lên. Giờ thì hình như chán chả thấy nhắc tới nữa. Xin lưu ý một điều, họ đang áp dụng biện pháp cắt rời cọc bê tông thành từng đoạn. Rất đáng nghi, bởi đám cọc vụn như thế thì ai biết nó vốn dài bao nhiêu, có ẩn khuất mờ ám gì trong thi công không. Tôi chỉ mong sau khi họ bới tung cái lỗ đó lên thì chả có cháu bé nào trong đó. Ấy là điều mừng nhất. Nếu cháu đang sống lưu lạc ở đâu thì dần già sẽ tìm lại được. Nếu cháu mất tích thì có việc cho công an điều tra đầu đuôi có sự. Nếu trượng móng cầu không đủ sâu như thiết kế thì không chỉ lộ ra thằng đang trốn trong đống rơm mà còn may cho mai sau, bởi cầu đẽo có thể sụp bất cứ lúc nào. Tóm lại rất nhiều chuyện chưa phát lộ.